Có thể các bạn chọn những cái này mà mình chọn màu ở đây, chọn màu ở đây, hoặc là tôi có thể là ví dụ tôi chọn tất cả những ô này và tôi cho tôi đây là một cái màu trắng đó mà, thì các bạn cũng được một cái style một này ở đây đó mà, thì tôi F5 thì mình thấy là những cái đường hình màu trắng đó mà. Tương tự như vậy, bắt đầu tôi thiết kế cái bờ lề bên trái này, bờ lề bên trái này và bờ lề bên phải và nội dung bên giữa này. Thì để thiết kế bờ lề bên trái này, tôi tạo một ô đó mà, tôi tạo một ô ở đây, tạo một ô. Sau đó tôi xem cái kích cỡ của cái nền trái này của mình là bao nhiêu để tôi định cái kích cỡ của cái ô này. Tôi dùng Photoshop, tôi mở cái lề trái này ra. Tôi nói là nền trái, nền phải, nền trái. Như vậy tôi coi cái này, tôi thấy là kích cỡ là 146 đúng không ạ? 146 pixel. Thì tôi định ở đây là 146. Đồng thời tôi tô hình nền là cái hình nền trái, tôi quay cho được standard này. Tôi chọn là background đây. Thuộc tính background. Tôi nói là nền trái. Ok. Tôi lưu lại và tôi bấm F5, tôi xem thì các bạn thấy cái nền trái của mình như vậy. Tiếp theo cũng tương tự như vậy. Tôi bắt đầu thiết kế các hình ảnh của mình trong này. Thì nhìn vào cái giao diện của mình ở đây, các bạn thấy là mình trừ một hàng ở đây đúng không ạ? Đồng thời mình có một số những hình ảnh trong này. Thì như vậy để mà thiết kế cho cố định cái phần này, tôi dùng một bảng biểu để tôi cố định các cái thực đơn trong này và hình ảnh trong này. Để sau này khi mình thay đổi cái phần nội dung trong này thì cái ô bên này của mình nó sẽ không bị giật, nó không bị hở hình. Đó mà. Thì như vậy, từ đây tôi bấm Shift Enter, tôi xuống một hàng. Tôi xuống hàng dưới này. Đồng thời tôi align cái này là center. Đó mà, tôi là center ở đây. Sau đó tôi chèn vào một cái bảng biểu, đó mà. Khoảng cỡ là 145. 145 pixel. Do cái ô của mình ở đây là 146, đó mà. Ok. Và tôi nói là xem là không, là không. Ok, tôi có một bảng biểu như vậy. Bây giờ bắt đầu tôi đưa các hình ảnh của tôi vào. Đó mà, thì mình coi cái giao diện của mình đây, ví dụ là tỷ giá ngoại tệ, ngân hàng liên kết đó mà. Bắt đầu tôi bố cục hình ảnh của tôi vào. Các cái nút bấm tỷ giá. Ok. Sau tôi bấm tab, đó mà. Ngân hàng. Ngân hàng liên kết. Tôi lưu lại và tôi bấm F5 bên đây. Thì các bạn thấy là ở đây mình có cái border có không? Thì như vậy tôi cho cái border này bằng không luôn. Đúng mà. Tôi chọn cái bảng biểu này. Đồng thời tôi nói là border bằng không. Ok. Tương tự như vậy, bắt đầu tôi thiết kế ngân hàng điện tử lãi suất, ngân hàng điện tử lãi suất, mạng lưới hoạt động, dịch vụ ngân hàng và góp ý khách hàng. Ok. Tôi bấm F5 ở đây thì mình thấy được cái thấp thực đơn của mình như vậy. Sau đó tôi thiết kế một cái đường ngang ở đây, đó mà, đường ngang ở đây. Và các ô của mình ở đây, đó mà, các ô của mình ở đây. Hình ảnh. Thì như vậy tôi bấm tab xuống một cái nữa. Đồng thời chỗ này tôi dùng cái thẻ HR hay là tôi chèn vào một cái đường gạch ngang, đó mà, tôi chèn vào một đường gạch ngang horizontal luôn. Đúng mà, tôi chạy vào đường này. Thì các bạn thấy mình sẽ có một đường gạch ngang ở đây. Tôi bấm F5. Tôi xem các bạn thấy có đường gạch ngang. Đó mà. Tiếp theo, tôi chạy một số hình ảnh vào. Ví dụ như là Đông Á. Cảm ơn, đúng mà. Đông Á. Tôi đưa vào đây. Tôi bấm tab vào. Cảm ơn. Tương tự,
tôi có một chỗ này, tôi có một cái đường đường gạch ngang, đúng không ạ? Thì tôi đưa vào cảm ơn này vào. Tại chỗ này tôi có một cái đường gạch ngang, tôi insert rule, tôi lưu lại và tôi bấm F5. Thì mình được cái giao diện của mình như vậy, mình trả như vậy. Tương tự như vậy, tôi thiết kế cái bờ lề bên phải của mình, đúng không ạ? Thiết kế bờ lề bên phải. Thì để thiết kế bờ lề bên phải, để thiết kế bờ lề bên phải ở đây, thì tôi cũng tạo một ô ở đây, đúng không ạ? Tôi cũng tạo một ô ở đây, tạo một ô theo như cái giao diện của mình. Ok, tôi tạo một ô ở đây. Đồng thời tôi xem kích cỡ của cái bờ lề bên phải của mình bằng cách tôi mở cái hình màn hình phải ra. Tôi coi kích cỡ ở đây, tôi thấy là 133 pixel, đúng không ạ? 133 pixel chiều rộng. Tương tự như vậy, tôi định ở đây là 133, đúng không ạ? Đồng thời tôi đưa sát về đây. Sáng vào đây. Ok, tôi qua trên đồ code để tôi coi, tôi kiểm tra. Ok, 133. Tôi align mình center luôn. Ok, sau đó bắt đầu tôi chèn các hình ảnh này vào, đúng không, hình ảnh này vào. Thì cũng tương tự như vậy, để mình cố định các hình ảnh của mình, tôi chèn một cái bảng biểu vào đây, đúng không, tôi chèn một bảng biểu vào đây, tôi chèn một cái bảng biểu khoảng là 130 hoặc là 132, do mình có 133, đúng không, thì tôi chèn một bảng biểu 130 pixel vào. Ok, đồng thời tôi cho border là 0, tất cả những cái là 0 0, và tôi align là center. Sau đó là tôi đưa hình vào, đúng không ạ? Tôi đưa hình vào, ví dụ ở đây tôi có hình là ATM, đúng không ạ? ATM, đây ATM. Tương tự như vậy, tôi có một đường gạch ngang, đúng không ạ? Đường gạch ngang ở đây, đường gạch ngang, đúng không ạ? Rồi tới các hình khác, thì tôi đưa các hình vào trước, sau đó tôi thiết kế cái đường gạch ngang sau. Đô la. Ok, thì ở đây tôi chèn các cái đường gạch ngang vào. Và tôi lưu lại, tôi bấm F5. Thì các bạn mình thấy cái đường mình ở đây, đúng không ạ? Đồng thời bây giờ tôi cho cái nền của cái ô của mình, tôi cho cái nền của ô của mình, tôi vào bên đây, tôi chọn ô này, chọn ô này, đúng không ạ? Đồng thời tôi đặt trong cái nền là tôi có nền phải. Ok, tôi lưu lại và tôi bấm F5 thì mình có cái nền phải ở đây. Tương tự như vậy, bây giờ tôi thiết kế cái phần nội dung tượng trưng của mình ở trong này, đúng không ạ? Tôi kẻ ở đây một ô, tôi kẻ một ô khoảng cỡ là 25 pixel. Tôi lưu lại. Đồng thời các bạn mình xem cái màu của mình ở đây, ví dụ tôi cho màu trắng, đúng không ạ? Thì tôi cho ô này bắt đầu là màu trắng, khoảng là 20 pixel là ok. Thì như vậy tôi bấm F5 thì các bạn thấy rằng là mình có một cái ô màu trắng ở đây, ô màu trắng ở đây. Đồng thời tôi tạo một ô nữa, đúng không, tạo một ô nữa để tôi thiết kế cái phần banner của mình, cái phần mà hình ảnh tượng trưng cho nội dung. Ví dụ ở đây các bạn thấy là tôi thiết kế là những cái hình ảnh tích lũy này, tôi đặt vào đây, đặt vào đây. Tôi lưu lại và tôi bấm F5 thì các bạn mình được như vậy.
Ok, cái này xác ở đây. Ok. Thì bây giờ khi mà mình đã thiết kế xong rồi, giả sử tôi có cái phần nội dung ở đây. Cái phần nội dung ở đây, tôi kẻ một ô. Tôi kẻ một ô đó mà. Phần nội dung của mình. Phần này, tôi kẻ một ô. Ô. Sau đó tôi cho màu trắng. Đó mà, nên là mình là màu trắng. Thì khi mà tôi đưa nội dung vào, thì khi mà tôi enter xuống nhiều dòng, xuống rất là nhiều dòng, thì hai cái bờ lề của mình nó vẫn không thay đổi. Đó mà, là do hiện tại bây giờ hai bờ lề của tôi đã cố định trong một cái bảng biểu, nhưng cái nền của cái ô này nó vẫn đi theo cái ô này, cho nên là lúc nào mình có hai bờ lề của mình, nó sẽ chạy theo cái phần nội dung trong cái ô nội dung này của mình. Thì đối với bài tập này, các bạn thiết kế một trang web với hai bờ lề trái và bờ lề phải. Thì để cố định hình ảnh cho bờ lề trái và bờ lề phải này, đồng thời có cái nền đi theo cái phần nội dung của mình, thì các bạn nên thiết kế là mình tạo một ô. Xong rồi trong ô này, các bạn đặt cái bảng biểu để mình cố định những hình ảnh của mình, giống như là cái cách mà tôi đã thiết kế ở đây. Thì đó là cái yêu cầu của bài tập này.